Trời ơi, mới bán cái vườn trái cây, tiền nhìn chưa kịp đã ăn mắt nữa, bây giờ phải tính trả nợ rồi. Con. Ủa gì, Kim qua chơi hả dì? Dì qua chơi. Con tính gửi qua con trả tiền cho dì luôn á. Thôi, đừng có trả gì hết trơn á. Với ai mượn á thì dì lo, mà với con là dì không có lo. Giữ cái tiền này nè để dành tiền đóng học phí cho mấy đứa nhỏ, nhớ không? Dạ vậy chừng nào mà con dư rồi qua con trả dì nha. Ừ, không có sao, dì không có lo. Nè, trái cây vườn đó. Dạ. Ăn đi. Dạ. Có cần cái gì mà khó khăn qua nói với dì nha không? Dạ con biết rồi. Ừ thôi vậy dì về nha. Dạ con cảm ơn dì. Có gì qua hú dì cái nha không? Dạ. Dạ con cảm ơn dì. Ừ. Hello. Hello bạn. Ủa Năm, tôi nè. Tôi nè. Ôi sao tay cầm cái gì đó, tay xách nách mang cái gì đó. Ông, tiền là mới bán trái cây trong vườn nè, rồi gom ra. Trời đất ơi, ông giỏi dễ sợ luôn á nha. Tôi thấy Bằng á là một người rất là uy tín. Nhìn cái mặt á là nếu như mà ông mà có mượn tiền của ai á thì tới hạn người ta cũng không cần đòi đâu. Giống như bà Kim vậy đó. Ủa sao Năm biết hay vậy? Ông uy tín, tiền cũng nhiều, vườn tược đâu đây, ai mà dám mà nghĩ ông là quỵt tiền người ta đâu, hiểu không? À, thôi cha, nói chuyện mà thì nãy giờ tôi thấy kiến bu quá trời luôn á. Đâu, có kiến bu đâu. Đã nói những lời đường mật không à. Có chuyện gì qua đây nói thẳng đi, nói gì đâu thiệt. Thì qua đây thì bạn bè lâu năm với nhau, ở chung chòm xóm với nhau á, thì mình cũng hồi xưa thì cũng chơi cỡ chuồng tắm mưa đồ này nọ, thì cũng tình nghĩa lắm. Tôi có chuyện muốn nói mà tôi ngại. Trời, ngại gì đâu, đã nói là bạn bè chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi cứ nói. Tôi nè, tôi là con một trong gia đình, nhưng mà ở dưới quê á có một cái thằng em họ bà con nuôi á, bao tử của nó bị viêm loét, rồi nó bị nhiễm virus HP tới giai đoạn thứ hai thứ ba rưỡi rồi. Tất gọi điện thoại nó nói là anh họ nuôi ơi, có tiền không? Thương tình tôi á thì cho em họ tôi mượn tiền. Tôi biết em Bằng bệnh, nhưng mà tôi không biết mặt em Bằng, rồi mai mốt ai trả tiền lại cho tôi. Tôi giả, tôi thay mặt cái bản mặt của thằng em của tôi trả lại cho Bằng. Nhưng mà nói Năm nghe nè. Hả? Bây giờ tôi còn thiếu nợ nhiều người lắm, cái tiền này phải đi trả người ta. Tiền này là tiền này hả? Tôi đếm thử coi coi nhiêu. Không được đâu. Có 5 triệu thôi. Nhưng mà hứa với người ta là tháng này trả rồi. Không có sao, không có sao. Với cái uy tín của Bằng á thì mà trả bây giờ là hôm nay trả đúng không? Trời ơi, ngày này tháng sau trả cũng được nữa, không có sao đâu. Yên tâm đi, bình thường, có gì đâu. Theo với tôi có 5 triệu thôi hà. Coi gì chi cái này tổng kê là 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 6 triệu rưỡi, 7 triệu, 8 triệu, đúng không? 8 triệu trả lại ông 3 triệu, còn 5 triệu của tôi. Mượn bao nhiêu nói bao nhiêu là mượn bấy nhiêu, 5 triệu là 5 triệu. Chung là tôi phải trả cho ông là tiền lời lẫn tiền lãi luôn á, hiểu không? Nha. Là bao nhiêu? Là nói chung là 5% tiền lời, có bao nhiêu đâu. Vậy đi nha, cảm ơn ông rất là nhiều, trời ơi quá trời tiền. Chưa kịp trả nợ luôn á. Năm Hương, đây. Đứng đây mày, đứng đây. Bước lại. Cái gì vậy? Mày nghĩ sao? Mấy bữa nay mày đi đâu mà tao kiếm mày không thấy? Tao có đi đâu đâu. Mày đừng xạo. Mày đi du lịch đúng không? Du lịch ở đâu? Mày đi Mũi Né. Mày thấy mặt mũi tao là mày né à? Mày tào lao quá, tao ở nhà đó, tao nằm chứ tao đâu có né đâu. Tao nằm trong giường làm gì mày thấy được. Mày có kêu có gọi cửa không? Không. Không gọi cửa thì đúng rồi, mày phải kêu tao đi ra được rồi. Tao không cần biết, nhưng mà bây giờ mày trả nợ cho tao đi. Ai mượn mà trả? Em mày mượn. Thì em tao mượn chứ tao có mượn đâu. Ủa nhưng mà em mày khỏe chưa? Trời, nó có bệnh gì đâu khỏe. Bữa mày nói nó bệnh mà. Nó khỏe rồi. Thì khỏe rồi thì bây giờ trả tiền tao đi. Tao chờ đợi mày bây giờ thiệt. Tao không có tiền đóng tiền nước, không có nước tắm. Tao để dành tiền tao không dám đi hớt tóc luôn. Trời ơi. Bây giờ trả đi. Trả cái gì? Trả đâu bây giờ, bạn bè rồi có bây giờ, bây giờ đưa cho tiền là đi hớt tóc đi nè. Sao tiền hớt tóc không vậy? Còn cái tiền mà mượn đâu? Trả trước 100 ngàn đi, coi như là tiền lời đó, hiểu không? Bữa tao hứa tiền lời đó. Bởi vậy bây giờ tiền gốc của mày là bây giờ là hâm hởm á, bạn bè thân thích với tao á, rồi xong nó nói là hôm nay cho nó mượn 2 triệu, cho nước mượn 3 triệu, mình tình nghĩa mà anh em với nhau, không cho mượn thì kỳ, hiểu mày, không? Không, không, đừng giải thích thêm điều gì trước mặt tao nữa. Tao năn nỉ mày luôn á. Bây giờ trả tiền tao đi, bây giờ đi mà tao tao tiền. Ai ai ai
trả đi. Cái tiền này là một hồi phải đi cho người ta mượn nữa, biết làm giùm làm từ thiện nè, mua 100 cái bánh trung thu nè, rồi xong đó 30 cái bánh bao phải đưa cho người ta, chứ tiền đâu mà trả. Mày ấy, mày làm từ thiện với tao đi, mày trả cái tiền mà mượn cho tao được rồi, tao không muốn thêm điều gì nữa. Trời đất ơi, đòi cái gì mà đòi quá, mày mốt ai mà dám mượn nữa. Tao, bây giờ tao không còn biết, bây giờ mày trả tiền cho tao không? Trời ơi, mày không trả tao giết mày luôn ở đây á. Buồn nó máu hả? Thôi, anh mượn nhiều, làm gì anh, muốn em như gì anh? Trả cho 5 triệu đi. Nè, còn 5 triệu làm từ thiện cũng lấy nữa. Đừng có mượn tiền tao nữa. Trời ơi, mai mốt hả? Tao không bao giờ tao mượn tiền của mày đâu à. Mới có 3 tháng trời hà mà đòi giật tới giật lui. Tao không đưa tiền lời luôn á. Vừa công chị. Đùa, cái đôi mắt của con sao mà kinh khủng vậy? Con đang chửi nó. Làm sao chửi nó dữ vậy con? Con mượn tiền nó tự nhiên nó đòi. Ủa, mượn tiền tao đòi là đúng rồi mà con. Sao kỳ vậy? 3 tháng trời có nhiêu đâu mà đòi tiền người ta, con rất là bực bội. Vốn con chuẩn bị có một cái dự án mới. Dự án hả? Cha vậy chuẩn bị vô một cái gì mánh lớn lắm phải không? Vô lớn lắm. Trời ơi, sướng dữ vậy đó hả? Hôm nay con đi gặp đối tác nè, con mặc đồ nè, con đóng tùm đồ này nọ. Hèn nó chi. Nó giật tới giật lui rồi xong bây giờ xuất sổ tùm lum tà la. Có tiền có bạc rồi phải không? Sắp có. Sách thôi hả? Sắp. Nào sao giờ biết con ở đây tự nhiên đi kiếm con hay gì vậy? Đi vòng, mai là thấy con á, hôm nay không thấy con đâu hết trơn trời à. Con nhà mà con đâu có bệnh hoạn gì đâu mà sao tìm con chi không? Ủa con ở nhà hả? Sao nói qua nhà không thấy con? Ngủ. Trời ơi, ngủ dai dữ vậy hả? Trời ơi, ngủ đến thôi ngủ rồi coi chừng ngủ luôn á con. Tự nhiên nó ngủ luôn. Con mới vô mánh một miếng đất. Hả? Vô mánh miếng đất hả? Biết nhiều không? Nhiều con. 1 tỷ. Trời ơi, 1 tỷ. Ừ. 1 tỷ là nhiều lắm đó nha. Ừ. Trời ơi, công nhận giỏi ghê ha. Biết sao 1 tỷ mà con mua 1 tỷ không bán ra tới 1 tỷ 1, 1 tỷ 2. Cha vậy lần được mấy? Đủ là cả 200 triệu luôn đó hả? Nhưng mà con bây giờ là con rất bực bội, tiền con sắp đủ rồi. Con có tổng cộng là 995 triệu. Đúng không? Vậy mình thiếu còn 5 triệu nữa phải không? Không phải 5 triệu, mà 10 triệu lận. Sao thiếu 10 triệu? Nó đòi con kìa, thằng Bằng nó mới lấy 5 triệu đó. Con rất là bực bội bởi vậy con nói con thiếu 5 triệu. Bây giờ con đi kiếm ai con mượn thêm 5 triệu là con đủ 1 tỷ để con mua miếng đất. Mà bây giờ nó lấy thêm 5 triệu coi như là con bây giờ con còn có 990 triệu thôi. Giờ nói chung á là con thiếu 10 triệu, không biết có ai tốt bụng mà cho con mượn 10 triệu hay không. Thôi dì về nha con. Dì Kim. Dì đứng lại. Ôi hôm nay nhìn dì Kim da dẻ trắng trẻo hồng hào, quần áo cũng tươm tất cũng đẹp đẽ quá. Dì quay một vòng các coi nào. Dì xoay qua bên đây luôn. Dì đứng im lại. Nhìn mặt tươi tắn quá, cho con mượn 10 triệu đi. Trời ơi, 10 triệu so với 1 tỷ con là ăn thua gì, cần gì cái 10 triệu. Nhưng mà nếu có 10 triệu của Kim á thì chắc chắn con sẽ có miếng đất. Lúc đó con bán con lấy lời 100 triệu, 200 triệu. Lúc đó con đưa cho Kim bao nhiêu là bao nhiêu cũng được. Lúc đó cần nhiêu là đưa nhiêu đó hả? Nhiêu cũng được, con mượn 10 triệu trả 100 triệu cũng được nữa. Nhưng mà bây giờ Kim không có muốn cần bao nhiêu đó của con hết á. Sao vậy? Thôi Kim về. Kim, sao vậy Kim? Trời ơi, quan trọng lắm Kim. Kim nói thiệt với con luôn nha. Thật ra bây giờ nguyên cái số cái làng này không có ai tin con hết trơn trời. Sao không tin con? Con đâu có uy tín gì đâu mà tin con hả? Suốt ngày cứ ở không, đi nhậu nhẹt, đi ăn chơi đó nè, đánh quần đánh áo rồi lên chơi bóng bẫy vậy nè. Cái đi ra đường cái gặp người này mượn mấy triệu, người kia mượn mấy triệu, con mượn nguyên cả làng cả xóm này con có trả được ai đâu. Làm sao mà Kim dám cho con mượn? Cứ suốt ngày con cứ lo ăn chơi như vậy thì tiền đâu mà con mua đất mua đai mà nổ với Kim hả? Thằng Bằng á, con có thằng bạn đó là tốt rồi đó. Rồi con qua con nói dối với nó lại gì? Em con bệnh cái gì đó, nó cũng lo quá, nó nóng ruột cho con mượn luôn ha. Rồi con chưa trả cho nó hả? Đi tìm con quá trời luôn mà con trốn ở đâu mất tiêu rồi, con nói con ngủ ở nhà là sao hả? Rồi bây giờ á, người ta tốt với mình vậy còn đi nói xấu người ta nữa. Chắc là con nói xấu nguyên cái xóm này luôn là nó thế này thế nọ hả? Bạn bè chơi vậy là không được nha con. Chứ giờ con đâu có công ăn chuyện làm gì đâu, bây giờ mượn đầu này đắp đầu kia chứ giờ sao biết thay đổi sao giờ. Chứ bây giờ ở làng xóm này đâu có đẳng cấp công việc gì đâu hợp với con đâu, phải có đẳng cấp con mới chịu làm mà. Rồi ai dám kêu con làm? Hôm nay thì nghe Kim nói như vậy con cũng rút kinh nghiệm. Bây giờ á nhà chị Kim có cái chuyện gì mà làm á cho con làm đi. Quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ hoặc lặt rau gì con cũng làm hết trơn. Thiệt đúng không? Dạ thiệt. Vậy qua nhà chị Kim phụ ba cái vụ mà chăn heo nè, chăn vịt được không? Phụ á tháng cũng được mấy triệu chứ đâu có phải ít đâu mà không chịu làm. Dạ con hứa con sẽ qua nhà chị Kim con phụ. Bỏ mấy cái tánh đó đi con, mình làm có đủ tiền thì mình hãy ăn chơi. Còn không có thì thôi mình cứ lo làm đi, lo cho cuộc sống của mình còn bệnh hoạn nữa, biết chưa? Dạ biết rồi, cảm ơn chị Kim. Ừ.
Huệ nha chú, đừng có đòi cái 10 triệu nha. 10 triệu coi như Huệ cấn qua cái lời rồi. Cái nha, cảm ơn chú. Con có đạo gì thêm mà hú tao nha. Vài bữa chắc con đạo tới cái thứ gì luôn.